Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong Đông y. Mình tiếp tục làm mới bài viết bài đọc về vị thuốc Thiện Ngư. Thiện Ngư vị cam, là con lương, vị ngọt, ích trí, bổ ích thêm cho phần trí. Bổ trung là bổ trung tiêu tỳ vị. Năng khư hay đuổi hồ sú. Hồ là con chồn, các loại chồn, sú là mùi của chồn. Thiện tán hay tan thấp phong, là phong thấp. Người ta giải thích thêm nè: quyết dư, khẩu nhãn hoa tà. Quyết dư là máu dư, trị cho mắt miệng méo lệch. Tả quạng đồ, tả hữu quạng dư hữu, có nghĩa là huyết của cái con lương này thì trị méo miệng méo mắt. Nếu mà bên tai phải mà bị méo miệng méo mắt á, thì mình đắp ở bên trái, mà bên phải thì đắp là chữ đồ chứ không phải chữ dư. Huyết đồ là rét máu máu vào bên phải, lấy máu của chót đuôi con lương là trét và mà bên 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 phải. Cái dùng quạng là cái dùng đau đau bị tổn thương. Giải thích vậy các bạn có hiểu không? Lấy máu chót máu của con lương mình bị méo miệng méo mắt bên phải thì mình trét ở dùng đó bên tay phải, còn bên trái bị thì mình trét dùng bên tay phải. Chào tạm biệt các bạn.